Hello, xin các bác. Vâng, thì cái đơn hàng này chắc các bác biết rồi đúng không? Đó, cái đơn hàng này là hôm trước em mua cái máy này này mà em đã có giới thiệu rồi. Đó là một chiếc súng pháo diêm mà em mua trên Shopee đấy. Thì hôm trước em đã làm clip về cái súng pháo diêm vào rồi. Cái súng pháo diêm mà em mua trên Facebook 320.000 này. Thì ở trên Shopee nó bán có 275.000 giống này, giống cái khẩu này. Và 220.000 là khẩu súng màu bạc mà có giảm thanh mà em có giới thiệu ấy. Thì em đặt trên Shopee và ngày hôm nay rất là lâu, cái này đặt khá lâu, ngay Hà Nội thôi mà em mất khoảng tầm khoảng 2 tuần em mới nhận được hàng. Đó, 2 tuần em mới nhận được hàng thì ngày hôm nay em sẽ bóc cái này ra nha. Đó thì các bác thấy đơn hàng em nhận ở đây, nó có cách đóng gói khá là giống với Trung Quốc hình nhưng mà rất là nhiều tem đây. Đó, rất là nhiều tem của người bán ở đây. Đó, người gửi thì ở chỗ ngay huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội này. Đó, cái gói hàng thì em thấy nó khá là nhẹ. Đầu tiên em nhận được em khá bất ngờ bởi vì là cái súng này nó to như vậy. Thì em không biết là cái kích thước của cái khẩu súng 225.000 nó như nào. Em nghĩ là có lẽ là bé hơn bởi vì là khi về đây thì có hôm trước em đã dò thử rồi đúng không? Đó, đó, nó có kim loại chứ, gọi là bằng kim loại thật nhưng mà nó mỏng quá, mà sờ nó không giống khẩu súng lắm, nó không giống lắm. Đó, thôi thì Shopee người ta không cho mở hàng, nó xem đồng kiểm thì thôi mình cứ nhận, bởi vì ở trên Shopee thì có trong vòng 3 ngày là chúng ta có thể hoàn đơn được. Nếu chúng ta chúng chính xác chúng ta mua trên Shopee bóc ra không đúng cái sản phẩm chúng ta mua, chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể hoàn được. Chúng ta có thể hoàn được đơn hàng là hoàn toàn là có thể trả về cho nhà bán hàng được trong vòng 3 ngày. Đấy, đúng phải Shopee nhé. Nếu nhiều trường hợp các bác mua mà ở trên Shopee nhưng mà lại, người ta lại ship bên ngoài, ship code bên ngoài ấy. Cố tình ship code bên ngoài khi các bác tưởng là chúng ta mua trên Shopee mà nhận được bóc ra. Không phải, lúc đấy trên Shopee nó vẫn đang treo ở trạng thái là chờ lấy hàng ấy. Thì những đơn hàng hoàn toàn là chúng ta không thể nào mà hoàn đâu. Rất là nhiều kênh YouTube đã làm để cảnh báo mọi người rồi, để cảnh báo các bác rồi. Đó, thế nên là chúng ta mua Shopee chuẩn là Shopee ship thì chúng ta mới nhận. Kể cả không được bóc, chúng ta nhận vô tư bởi vì chúng ta có thể hoàn được trong vòng 3 ngày. Thì bây giờ em sẽ mở hộp ra nha, bởi vì em thấy khá mỏng và sờ gần như là không phải khẩu súng lắm đâu. Thế nên clip này có thể làm bằng chứng để em báo cáo với Shopee. Bây giờ em mở nha. Đây này. Đó. Đây. À, đúng rồi. Đúng là một khẩu súng bắn pháo diêm mà có cả giảm thanh đây nhưng mà nó hơi nhỏ. Không to bằng khẩu này, nó bằng nửa khẩu này thôi. Mà có cả cái móc đeo chìa khóa đây này. Rẻ hơn mất 50.000. Nhưng mà nhỏ hơn nhưng mà nhìn đẹp hơn. Đấy, có cả báng nhựa đây, cái này thì bằng kim loại hết và phun sơn lên. Bắn được một thời gian thì nó vỡ vào cái này luôn. Đó, kim loại kiểu kim loại kém chất lượng ấy. Nhưng mà được cái là nó không bị rỉ và thứ hai nữa là bắn nó không thoải mái, nó không bị hỏng nhé. Đó, nó cái gì ạ? Cái khói của cái súng thuốc súng ấy nó sẽ bám vào bên trong này. Thì nó sẽ bị kẹt, nhưng mà dùng cái RP7 ấy xịt vào đây hoặc là dùng cái bôi trơn đây thì nó lại ngon lành, bấm lại dễ. Đó, thì bây giờ là cái lấy cái khẩu này xem ra thế nào. Thiết kế có vẻ đơn giản hơn rất là nhiều. Thiết kế có vẻ đơn giản rất là nhiều nha. Bây giờ em sẽ mở ra. Đó, toàn thứ Trung Quốc rồi. Đây chắc chắn là sản phẩm của Trung Quốc rồi. Super gắp căn này này. Đó, bao như này thôi. Bây giờ mở ra nha. À, hình như cái này được mở một lần là chắc để kiểm tra hay gì đó. Đây, ở trên này nó có hướng dẫn này. Đây, à cái băng đạn này có vẻ dễ lắp này. Dễ lắp hơn. Có một cái giống kiểu giảm thanh lắp cho nó dài nòng rồi đấy này. Trên này cũng không có nhiều, chỉ có hướng dẫn cách lắp và cái cách lắp đạn thôi và cách lắp súng thôi. Và dành cho trẻ em trên 8 tuổi nhé. Dành cho trẻ em trên 8 tuổi này. Cách lắp đạn và cách lắp súng là dành cho trẻ em trên 8 tuổi thì có lưu ý nhé. Dưới 8 tuổi thì không chơi cái này đâu. Nguy hiểm. Đó. Sản xuất tại Trung Quốc. À, ok, vất ngại sang bên. Đây. Lắp cái băng đạn này vào. Đây, đây có mấy viên ổ đạn này. Đó. Cái này thì nhược điểm của cái này là hay bị xịt đạn á. Mặc dù là viên đạn rất tốt, bắn nhiều khi bắn lại nó mới nổ. Không biết là cái này có vẻ lắp dễ như này, không biết là có bị như thế không. Đó, bây giờ như này nha. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái này vào đây. Đó. Có vẻ rất là dài. Nhưng mà cái này không có gì cả, chỉ là trang trí thôi, không bỏ ra. Nhỏ xinh xinh cái này hay hơn. Đó, cầm rất là nặng và đầm nhé. Nhỏ nhắn xinh xắn luôn, giống kiểu súng kiểu rút gọn ấy. Đó, nhìn qua nhìn này. Đó, thiết kế rất là dễ này. Rất là đơn giản này. Đó, dây lò xo thứ nằm đây hết này. Ui, nổ rất đanh nhé. Bắn phát nổ ngay, chứng tỏ sẽ chắc không bị hóc đạn giống như cái này rồi. À, có vẻ ok đấy. Rất là đanh luôn. Bắn có vẻ nổ nhiều hơn là cái này này. Cái này xịt nhiều hơn. Đấy, nổ hết này.
chỉ có xịt ở mấy cái viên thuốc bị có vấn đề thôi. Có vẻ khẩu này ngon hơn, có vẻ nổ nhạy hơn. À lúc lắp vào phải nhấc cái này ra nhá. Đây này. Đang vướng không vào cái này. Đó, cái này ra. Tuyệt vời. Đó. Lắp thêm cái đăng ký xem nào. Bắn đã tay luôn, thực sự là những cái sản phẩm này ấy, nó gợi nhớ tuổi thơ. Chắc là mấy đứa nhỏ bây giờ, mấy cháu nhỏ bây giờ chắc không được chơi những cái này đâu nhỉ. Chỉ có anh em mình ngày xưa hồi bé tầm khoảng tuổi 8X về đầu 9X ấy, là biết rõ về cái sản phẩm này. Chứ các mấy đứa nhỏ bây giờ sẽ không được chơi. Bởi vì bây giờ là nhà nước chúng ta đã cấm pháo nổ rồi. Thế là những đây là những sản phẩm chơi gọi là gì hả? Những sản phẩm nguy hiểm, đồ chơi nguy hiểm sẽ bị cấm. À, chúng ta chỉ có mua về để sưu tầm hoặc là chúng ta mua về chơi trộm thôi. Như em bây giờ ấy, phải chơi trộm thôi, chứ không công khai được. Nhưng cái này nổ rất đanh nhá, bởi vì cái này nó hở cái này ra này. Đó, con em, nổ rất đanh luôn. Tóe lửa ấy. Đó. Khói, mùi thuốc súng rất thơm. Nghĩa, bắn nhiều quá. Đó. 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 Cái này là nhiều viên là xịt là do là thuốc súng người ta tra không kỹ. Đó, không như cái số thuốc ngày xưa đâu. Em nhớ là ngày xưa cái viên này ấy, nó là cái thuốc màu đỏ đỏ giống như diêm. Mà nó gần như là nó hết. Chứ cái bên này thì bây giờ là gần như là có viên xịt hay không. Có những cái mà chả đổ thuốc rồi. À, lắp cái này thì trang trí rồi. Đây, các bác xem lại cái này nhé. Cái này xịt nhiều lắm. Đây còn hai băng nữa này, còn hai băng nữa lắp thử vào cái này cho bác xem này, xịt nhiều, bên cái này xịt nhiều lắm. Mặc dù em đã tra lại rồi, đã vệ sinh sạch sẽ rồi, nhưng mà bắn cái này xịt nhiều hơn cái kia rất là nhiều. Đây nha, bây giờ lắp cái này vào đây, thử bắn xem là liệu hiệu quả của hai cái nó có khác nhau hay không. Chắc chắn là khác nhau. Cái này thì nó mỏng manh hơn, nhỏ nhắn hơn. Trông nó không giống súng thật bằng, nhưng mà có vẻ dễ nổ hơn. Đấy nhá. Một này, hai là xịt này, ba là xịt này, bốn này đấy, năm là xịt này, sáu là xịt này, bảy mới nổ này, tám này. Đó, xịt rồi. Một băng đạn mới nổ nó ba phát. Mà rõ ràng là tám băng, tám viên, đúng không? Đó, nhiều khi bắn lại này. Đấy, lại nổ tiếp này. Nhiều khi bắn lại mới nổ. À, xịt rất nhiều. Đây cái này nhé. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này. Đó, tám viên nổ là sáu phát. Bảy phát này. Tám phát này, hết nha. Cái này này. Đó, không thể nổ nữa. Đấy, bãi nổ phát này. À, à, đó. Được 6 phát rồi. Hết rồi. Đó, 7 phát này. Nói chung là không nhạy bằng cái này. Cái này có vẻ nhạy hơn. À, còn khi không có súng, không có đạn nha. Không có đạn thì nghe tiếng rất là vui luôn. Nghe tiếng như súng thật. Đây, khi không có đạn này. À. Đó, nghe tiếng im lại vào nhau chưa? Như xuống thật luôn. Này, em biết thấy không? Đây. Đó, nghe tiếng im lại vào nhau chưa? Ok. Đó. Thì em thấy ở trên kênh Shopee, một cái bài của cái sản phẩm này ấy, thì nó chỉ có hai mẫu này thôi. Đó là một mẫu ngắn nhỏ nhỏ như này và có giảm thanh, giá thì rẻ hơn, mất 50.000 là 225.000. Một mẫu thì là to như thế này và có màu đen và màu nâu, giá là 275.000. Đó, thì các bác nào mà muốn mua cái sản phẩm này thì cứ comment bên dưới em sẽ gửi link cho Shopee ấy.
Còn các bác tìm kiếm thì hơi khó, bởi vì Shopee chắc là người ta sẽ cấm bán sản phẩm này, thành ra người bán người ta phải để tên nó hơi khó khó một tí ấy, để được hợp lệ hơn. Dù sao nó chỉ là cái món đồ chơi thôi, cái này thì chơi không khó là nguy hiểm đâu, nó chỉ có tiếng nổ như vậy thôi, nếu để gần tai thì có thể là hơi ù tai một chút thôi, ảnh hưởng thính giác thôi, chứ còn nó không gây đến cháy nổ hay gì cả, nặng lắm. Đó, để cho các bác có thể là trải nghiệm về tuổi thơ, cái thời mà chúng ta còn nhỏ ấy, thì chơi sản phẩm này thì nó bằng nhựa, còn bây giờ nó là bằng kim loại rồi, giá trị thì gấp 10 lần bằng nhựa thôi, nhưng mà chơi thì sướng lắm. Đây, ví dụ cái này nổ ít thôi, do đạn, nó không phải là do súng đâu, do súng một phần thôi, cái này sẽ nổ hơn, cái này khó hơn, nhưng mà giá đa phần là do đạn là người ta tra không tốt thì là nó không nổ thôi, chứ còn nếu mà tra tốt thì em dùng cái này nhé. Xem em dã cái diêm này, em lấy cái bột của cái nâu nâu ấy và cái diêm mà để cho đây thì gần như nổ hết, nó thật là như vậy đó. Diêm nó rất là dễ nổ, chứ còn cái này thì hơi khó, nhưng mà dù sao thì cũng cũng bó. Cái này thì có thể có cái móc đeo, làm cái đeo thì khóa được, rất là đẹp. Đi đường không biết là các bác công an đang kiểm tra hay không đó, đơn giản ha. Em nói lại nữa là nếu các bác muốn mua thì các bác cùng bên dưới em gửi link cho, và các bác thấy clip này hay thì các bác nhớ like và share và cho em subscribe để ủng hộ kênh YouTube của em. Cảm ơn các bác xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại các bác.